Dạ, em kính chào quý khách hàng. Đây là những cái bồn nhựa khung sắt, hay còn gọi là tăng nhựa khung sắt, hoặc là tăng nhựa 1.000 lít. Cái này mình dùng để chứa nước, chứa thực phẩm, chứa hóa chất, chứa nhiều thứ chất lỏng khác, để mình nhằm vận chuyển trên xe nó dễ dàng hơn. Em cũng không biết là khách này dùng vào mục đích gì, nhưng mà ông khách ở cũng khá xa thành phố Hồ Chí Minh, ở tận Sóc Trăng. Ông đang cần gấp cho nên bên em phải thuê nguyên chiếc xe để giao cho ông ba cái thùng nhựa này đây. Ba cái thùng nhựa khung sắt này còn rất mới, rất đẹp. Giá tại kho thì nó rất rẻ, 1.250.000 là có bồn đẹp rồi mọi người ha, bồn đẹp, bồn sạch. Còn phí vận chuyển thì khách hàng mình chịu khó tự hỏi hoặc là nhờ xe ghé bên em bốc ha. Cái này bên em đang thuê dùng cho khách. Giá chạy nguyên chuyến thì nó hơi cao. Ai mình cần sử dụng cái bồn nhựa khung sắt, thùng nhựa khung sắt tăng nhựa 1.000 lít này thì mình vui lòng liên hệ bên em theo số điện thoại em đã để trên video ha, 0978535953. Thùng này giá tại kho thì có 1.250.000, mình giao đi đâu thì mình tính phí ở đó mọi người ạ. Rồi, em chào mọi người nha, tạm biệt mọi người, mình nhớ đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin hơn ạ.